giới thiệu mọi người là cá thia đá, hoặc gọi có tên gọi là cá mó, có hai loại, màu đen, màu hồng, màu đỏ ấy. Đây, tươi chưa? Đây, đây là cá thia đá hoặc là cá mó. Đây, mắt cá này, đây, hình thù này. Đây. Đây, con thia đá hay gọi là cá mó. Cá này chiên. Theo mình ăn chiên ngon nhất đấy. Chiên giòn. Đó. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ thì mua cá này thì liên hệ số điện thoại nhá. Hoặc có vào haisanhaibin.com. Và số điện thoại này. Cá giá thì cập nhật theo thị trường. Cá đâu? Sân. Vậy cá hình như cá này nó có mang rồi. À có. Mang lên này. Được chưa? Được chưa? Đó, này. Đỏ que chưa? Đó, đỏ con nhớt này. Nhớt nhớ chưa? Cá tươi luôn á. Đây là đây này. Đó, nhớt này. Nhà mình chỉ bán cá tươi thôi, thế là con cá thia đá. Hay gọi là cá mó. Mỗi nơi có một vùng miền thì có một tên gọi khác nhau. Đấy. Đấy. Còn mấy con có màu khác tí này. Đấy. Bỏ này. Nhìn nó giống con cá bò. Có vậy, cá bò nó có vậy, cá có vậy.